Bạn có thường xuyên phải dậy giữa đêm để đi vệ sinh không? Nếu có, hẳn bạn đã quen với việc bước vào đó trong ánh sáng mờ ảo, đôi khi cảm thấy sự bất an nhen nhóm trong lòng. Bạn cúi xuống để kiểm tra bồn cầu như thói quen của mình. Chỉ mong bồn cầu sạch sẽ, chỉ có nước và không có điều gì bất thường như là rắn rết sâu bọ. Nhưng hãy tưởng tượng bạn là một trong số hiếm những người mà vào một đêm nọ, thay vì chỉ thấy nước, bạn dụi mắt mấy lần vẫn thấy có thứ gì đó lấp ló dưới bồn cầu. Cho đến khi đã tỉnh ngủ, bạn mới kinh hoàng phát hiện bên dưới bồn cầu nhà mình đang có một xác người. Mùa đông ngày 28 tháng 2 năm 1989, làng Toro, quận Tamura, tỉnh Fukushima. Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng ở trường tiểu học, nữ giáo viên Yumi Tanaka, 23 tuổi, băng qua con đường tuyết dày trở về ký túc xá, nơi có 4 căn phòng nhỏ, mỗi căn dành riêng cho một giáo viên. Yumi bước vào phòng và chợp mắt. Sau một hồi nghỉ ngơi, Yumi đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa và giải quyết cơn đau bụng. Vào thời điểm đó, cuộc sống ở các ngôi làng miền núi còn nhiều khó khăn, và việc có một nhà vệ sinh riêng đã là một sự tiện nghi hiếm có. Dù thực chất đường ống nước thải của nó cũng không phải là hệ thống dẫn nước hiện đại gì mấy, mà chỉ là một bể phốt độc lập được thiết kế theo hình chữ U, một đầu nối với bể xí ngoài xóm, đầu còn lại là ống thoát nước thải mở ra ngoài trời, được đậy kín bằng nắp gỗ mà thỉnh thoảng sẽ có người mở ra để lấy phân đi. Thói quen của Yumi là luôn kiểm tra bồn cầu trước khi ngồi xuống, nhưng hôm đó sự kiểm tra của cô bỗng kéo dài hơn bình thường. Một thứ gì đó kỳ lạ bất ngờ thu hút sự chú ý của cô. Dụi mắt nhìn kỹ hơn, Yumi giật mình khi nhận ra đó là một chiếc giày da. Hốt hoảng, Yumi đi thẳng ra ngoài kiểm tra xem có kẻ biến thái nào đang giở trò không, nhưng nhìn tới nhìn lui thì vẫn không thấy điểm gì bất thường. Thế rồi, trong giây phút định đảo chân về phòng, Yumi chợt để ý thấy nắp đậy ống thoát nước thải ngoài trời hé mở. Điều khá bất thường giữa trời đêm lạnh giá như vậy. Tò mò cũng như lo lắng, cô bước tới gần miệng bể phốt, cúi xuống nhìn vào bên trong. Ngay lập tức, thứ mà Yumi nhìn thấy đã khiến cô ngã quỵ. Đó rõ ràng là chân của một người đàn ông. 10 phút sau, cảnh sát có mặt tại khu vực bể phốt phòng Yumi, phong tỏa hiện trường và cố tìm cách kéo nạn nhân dưới bể phốt ra ngoài. Tuy nhiên, khó khăn ập tới khi đường ống bể phốt quá bé, gây trở ngại cho quá trình làm nhiệm vụ. Dù họ thay phiên nhau kéo cơ thể nạn nhân lên, nhưng tất cả đều bất lực. Cho tới ngày hôm sau, khi gọi được một máy xúc và một chiếc cần cẩu, cảnh sát mới có thể tiến hành từ việc đào toàn bộ đường ống cho nó lú khỏi mặt đất cho tới dùng cẩu nâng bể phốt lên. Tuy nhiên, phương án dùng máy xúc giải cứu cơ thể nạn nhân vẫn là không khả thi. Dù vậy, có một điều may mắn là trong quá trình vận chuyển máy móc, cảnh sát tìm thấy chiếc giày da còn lại của nạn nhân bên bờ sông gần đó. Sau nhiều nỗ lực thất bại, cuối cùng các nhà điều tra buộc phải xin lệnh dùng dụng cụ phá hủy toàn bộ đường ống. Mãi cho tới khi thực hiện cách này thì quả thực cảnh sát mới thành công mang nạn nhân ra ngoài. Nhưng có một điều mà không ai ngờ được là ngay thời khắc đó, tất cả cảnh sát không lường trước được khi điều tra vụ án này, họ phải chứng kiến những chi tiết kỳ lạ đến mức nào. Đầu tiên, khi được đưa ra ngoài, cơ thể nạn nhân cố định trong tư thế khá khó hiểu, đó là cả người cuộn tròn, đầu gối gập lại, mặt hơi nghiêng về bên trái. Cho thấy trước đó khi nằm trong đường ống chật hẹp, nạn nhân gần như không có chỗ để cử động. Ngoài ra, vào thời điểm xảy ra vụ việc là vào tháng 2, tức là khoảng cuối đông đầy tuyết ở Nhật. Thế nhưng bất thường là khi được tìm thấy, nạn nhân ở trong tình trạng không mặc áo, ngược lại dùng tay ôm chiếc áo được gấp gọn gàng để ở trước ngực, mặc quần kaki dài. Trong lúc cảnh sát đang chuẩn bị mang cơ thể nạn nhân về phòng pháp y để điều tra thêm, một người dân sống gần đó cứ đi đi lại lại quan sát rồi khẳng định nạn nhân chính là thanh niên trong làng, tên là Nayuki Sugano, 26 tuổi, sống cùng gia đình cách trường tiểu học 10 phút đi xe. Thời điểm xảy ra vụ việc, Nayuki đang là giám sát viên tại nhà máy điện Fukushima gần đó. Cũng theo người dân tại đây,
Nạn nhân Naoyuki không chỉ có vẻ ngoài điển trai cao ráo khoảng 1m7 mà còn rất được mọi người trong làng yêu quý bởi tính tình sởi lởi tốt bụng. Ngoài ra, trong đời sống thanh thiếu niên, anh còn là người rất năng nổ khi giữ chức chủ tịch hội thanh niên làng, một tổ chức tự phát thường tạo ra các hoạt động vui chơi giải trí cho giới trẻ trong khu vực. Nhìn chung, có thể nói Naoyuki Sugano là một trong những thanh niên ưu tú nhất làng. Nhưng tại sao thanh niên ưu tú như Naoyuki lại nằm bất thường trong bể phốt nhà cô giáo Yumi? Khi được cảnh sát hỏi cô và Naoyuki có mối quan hệ gì, nữ giáo viên cho biết cô có quen biết với anh từ trước, với tư cách bạn bè. Cụ thể, Yumi từng bị một cú điện thoại lạ mặt quấy rối. Trong lần tình cờ, cô đã nhờ Naoyuki giúp đỡ. Dù rất biết ơn anh Naoyuki, nhưng cả hai cũng lâu lâu mới vô tình gặp nhau một lần. Vậy nên sự tình bất ngờ này chính cô cũng không hiểu lý do tại sao. Điều khiến Yumi băn khoăn nhất chính là khi ra khỏi nhà, rõ ràng cô đã khóa cửa cẩn thận. Cho đến lúc trở về phòng, cô cũng thấy phòng có khóa như bình thường, mà không hề có dấu hiệu cậy mở gì. Vậy thì Yumi thực sự không hiểu anh Naoyuki bằng cách nào có thể nằm chết ở dưới bể phốt nhà cô. Trước lời khai này, cảnh sát suy đoán nếu lời cô Yumi nói là thật thì chỉ có một khả năng duy nhất để nạn nhân Naoyuki nằm trong bể phốt như vậy. Đó là Naoyuki đã cố chui vào trong bể phốt từ đầu ống thải hướng ra ngoài trời. Nhưng cảnh sát sớm nhận ra điều này thật vô lý, bởi nhìn vào cơ thể một người đàn ông cao lớn như Naoyuki thì rõ ràng việc chui vào ống thải hướng ra ngoài trời chỉ có đường kính 36cm là không mấy khả thi. Đó là chưa kể, theo dữ liệu thống kê y tế quốc gia Nhật Bản vào những năm 1980, chiều rộng vai của người đàn ông trưởng thành Nhật Bản là khoảng 40cm, một con số cho thấy suy luận ban đầu của cảnh sát thực sự chưa đủ thuyết phục. Trước những mâu thuẫn đó, cảnh sát chỉ còn biết hy vọng từ việc liên lạc với gia đình của nạn nhân, nơi cách hiện trường chỉ 10 phút đi xe. Bố mẹ của Naoyuki khi nhận được tin con trai mình qua đời đã ngã quỵ vì sốc. Họ đau lòng và khóc lóc. Cho tới khi được trấn an phần nào, họ mới có thể ổn định tâm lý mà khai với cảnh sát rằng thực chất con trai họ đã mất tích nhiều ngày trước và cả gia đình đã tìm kiếm Naoyuki khắp nơi. Hồi nhớ lại, bố Naoyuki cho biết một tuần trước, chính xác là vào ngày 23, Naoyuki đã đi dự tiệc chia tay một người đàn anh trong hội thanh niên và không về nhà cho đến 1 giờ sáng. Sang ngày 24, khoảng 10 giờ sáng, trong khi bố Naoyuki xem TV ở phòng khách thì nghe thấy tiếng con trai nói vọng từ hành lang là "Bố ơi, con ra ngoài một lát nhé." Sau đó là tiếng đóng cửa và rời đi của Naoyuki. Kể từ đó, con trai ông đã không trở về. Đến tối ngày 25, thấy Naoyuki vẫn chưa trở về nhà, bố mẹ anh đã rất lo lắng. Sáng hôm sau, họ gọi cho một số người bạn của Naoyuki và hỏi có nhìn thấy Naoyuki không. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ biết lắc đầu. Cho đến ngày 27, tức là một ngày trước khi cơ thể của Naoyuki được tìm thấy, ai đó đã tìm thấy chiếc xe của Naoyuki trong bãi đậu xe của hợp tác xã nông nghiệp. Nghe đến chiếc xe, cảnh sát lập tức tìm đến bãi đậu xe, mong tìm kiếm thêm vật chứng. Tại đây, họ phát hiện mọi thứ trên xe không có gì bất thường. Thậm chí, chìa khóa xe còn chưa được rút ra. Như thể trước khi rời khỏi xe thì Naoyuki chỉ có ý định đậu xe ở đó một lát vậy. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu đó chi tiết không khơi được thêm manh mối gì cho các nhà điều tra. Họ chỉ còn một hy vọng duy nhất là chờ vào kết quả từ bộ phận pháp y. Với cơ thể của Naoyuki, phía bác sĩ pháp y sau đó không lâu cũng trả về kết quả. Thứ nhất, thông qua độ cứng của cơ thể nạn nhân, bác sĩ pháp y ước tính thời gian qua đời của Naoyuki rơi vào khoảng ngày 26 tháng 2, tức là 2 ngày trước khi được phát hiện. Lúc này, những câu hỏi liên tục được đặt ra từ phía cảnh sát, rằng tại sao trong suốt 2 ngày Naoyuki nằm dưới đó, cô Yumi không hề có sự phát giác nào, mà phải đợi đến ngày 28 mới hốt hoảng báo tin. Trước câu hỏi bất ngờ của cảnh sát, cô Yumi bất lực kể lại rằng thực chất là từ ngày 24 cô đã về quê theo thói quen định kỳ và mãi đến ngày 27 cô mới trở lại trường giảng dạy. Cô cũng quyết định cùng đồng nghiệp ở lại trường một đêm và định rằng ngày 28 xong hết việc ở trường mới về phòng ký túc để nghỉ ngơi. Yumi chẳng làm sao ngờ được là khi vừa vào nhà không bao lâu thì phải chứng kiến việc Naoyuki đã nằm bất động dưới nhà vệ sinh của phòng mình. Thứ hai,
Bác sĩ pháp y kiểm tra các dấu vết bên ngoài cơ thể nạn nhân và nhận thấy không có vết thương nào khác ngoại trừ vết trầy xước nhẹ ở khuỷu tay và đầu gối. Bên cạnh đó, nguyên nhân cái chết của Nayuki được xác định là do rối loạn tuần hoàn ở hệ hô hấp lồng ngực, hay nói cách khác là đã bị ngạt thở đến lìa đời do nằm trong bể phốt hẹp. Với chừng đó thông tin, cảnh sát Nhật Bản đưa ra phán đoán rằng có thể do Nayuki có ý định nhìn trộm Koyumi từ bên dưới bể phốt, nhưng độ hẹp của đường ống nằm ngoài sức tưởng tượng của Nayuki khiến Nayuki bị mắc kẹt trong đó, không thể di chuyển và cuối cùng là lìa đời vì ngạt. Ngay sau đó, cảnh sát đã đóng hồ sơ của Nayuki với kết luận là chết do tai nạn. Một viên cảnh sát khi đó biết tin này liền chia sẻ quan ngại. Trước nhất, anh cho rằng các cảnh sát trực tiếp điều tra vụ án không thực sự cố gắng làm hết nhiệm vụ của mình. Bởi ngay từ quá trình đào xới bể phốt, một việc rõ ràng là phá hủy hiện trường, cảnh sát đã không hề nhớ đến việc chụp ảnh để làm bằng chứng. Đó là chưa kể, họ cũng không hề thực hiện công tác bảo vệ hiện trường để đừng bị đột nhập, bởi khi được phát hiện đã có rất nhiều cảnh sát, lính cứu hỏa và người dân đi quanh hiện trường. Những dấu vết đầu tiên, bao gồm cả các dấu chân, vô hình chung đã bị phá hủy. Thêm vào đó, thật khó hiểu khi trước lúc khám nghiệm cơ thể nạn nhân, các bác sĩ pháp y đã làm sạch cơ thể của nạn nhân đến tận 3 lần. Chẳng những như vậy, các bằng chứng bao gồm tóc, dấu vân tay hay da cũng được rửa sạch bằng nước. Đó rõ ràng là những sai lầm lẽ ra không được phạm phải, vì nó sẽ khiến cho việc điều tra trở nên khó khăn. Điều này dĩ nhiên cũng gây bức xúc với hầu hết mọi người ở tỉnh Fukushima nói riêng và người dân cả nước Nhật nói chung. Bởi theo họ, Nayuki là một thanh niên vốn tốt bụng, hiền lành, lại xuất chúng, có bản lĩnh và năng lực vượt trội, thì không có lý do gì để theo dõi phụ nữ như cách mà cảnh sát kết luận. Hơn nữa, nếu Nayuki thực sự có ý xấu, thì việc anh và Koyumi là người quen của nhau đủ để anh có thể biết Koyumi về quê định kỳ mỗi tháng. Chẳng có lý do gì anh phải chui vào bể phốt trong khi Koyumi không có ý định trở về phòng. Vậy là chỉ một tháng sau khi vụ việc xảy ra, dân làng thu thập ý kiến của hơn 4.300 người để cùng nhau đệ đơn lên sở cảnh sát yêu cầu tiếp tục điều tra. Trong khi toàn bộ ngôi làng Toro khi đó có dân số dưới 10.000 người, có nghĩa là ít nhất một nửa số dân trong làng nghi ngờ về kết luận của phía các nhà điều tra. Trước phản ứng gay gắt, cảnh sát vẫn cho rằng không tìm thấy bằng chứng mới trong vụ án này để chứng minh đây là vụ án gây hại nào đó, nên họ đã thẳng thừng bác đơn của dân làng. Bạn có nhận ra những điểm bất thường trong vụ án này? Chúng ta có những giả thuyết sau đây. Giả thuyết đầu tiên, cứ như cảnh sát nói, coi như Nayuki thực sự là một kẻ biến thái thích nhìn trộm phụ nữ, thì nếu phân tích kỹ lại có nhiều điểm bất hợp lý. Một, trừ khi Nayuki có một sự mê cuồng với những thứ dơ bẩn như phân, nước tiểu, chứ nếu không, chẳng có lý do gì để Nayuki chui vào một đường ống bồn cầu với mục đích chỉ để nhìn trộm cả. Tất nhiên, khả năng Nayuki là một tên biến thái và yêu thích những thứ nặng mùi cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng tỷ lệ là cực kỳ thấp. Đó là chưa nói tới sau quá trình điều tra về Nayuki, phía cảnh sát không có căn cứ xác thực nào cho việc đó cả. 2. Như đã nói ở trên, đặc điểm cơ bản nhất của một kẻ biến thái là lúc nào cũng phải theo dõi tung tích của đối tượng. Việc Nayuki dám phi thân vào bể phốt bồn cầu nằm chờ mà không biết chuyện nữ giáo viên đã về quê thì quả là điều cực kỳ vô lý. 3. Về điều kiện hiện trường khi đó, hầu như không có điểm gì thuận lợi để một tên biến thái chọn làm thời điểm chui vào bể phốt. Về không gian, trước khi chui vào, Nayuki chắc chắn đã biết kích thước của loại ống này, và để thực hiện được mục đích biến thái, hẳn Nayuki phải chuẩn bị trước các đạo cụ hỗ trợ như dung dịch bôi trơn cơ thể để dễ chui xuống. Nhưng thực tế trong hồ sơ của cảnh sát năm đó ghi nhận, Nayuki không mang theo gì cả. Về thời gian, khi không thể xác định thời điểm đối tượng bị theo dõi sẽ xuất hiện, nếu Nayuki có ý định đợi trong đường ống dẫn thì sẽ mất ít nhất vài giờ. Nhưng khi đi ra khỏi nhà, Nayuki không hề tiết lộ ý nghĩa của việc ra ngoài sẽ mất nhiều thời gian. Vậy nên Nayuki chỉ nói với bố rằng con ra ngoài một lát nhé. Chưa kể, xe đậu trong bãi xe cũng không thèm rút chìa khóa.
Những chi tiết này biểu hiện cho những hành vi chớp nhoáng, chứ không phải là sự sẵn sàng chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Về vật chứng đi kèm là chi tiết chiếc giày. Như đã đề cập trước đó, nữ giáo viên đã nhìn thấy một chiếc giày da trước khi phát hiện ra cơ thể nạn nhân. Nhưng đó chỉ là một chiếc. Chiếc còn lại được cảnh sát tìm thấy ở gần sông, cách hiện trường vài trăm mét. Vì vậy, nếu Naoyuki thực sự là kẻ biến thái, việc anh ta chạy đến sông cởi một chiếc giày, sau đó đi chân trần trên lớp tuyết dày để đến hiện trường vụ án và bắt đầu quá trình nhìn trộm với chiếc giày còn lại, rõ ràng là hoàn toàn không hợp lý. Giả thuyết thứ hai, sự tồn tại của chiếc giày thứ hai bên bờ sông dẫn đến một phỏng đoán khác. Phải chăng đêm đó Naoyuki gặp nạn, anh bị mối nguy hiểm nào đó rượt đuổi đến nỗi phải chui vào bể phốt nhà cô Yumi, rồi không may bỏ mạng ở dưới đó? Nếu giả định này đúng, có thể giải thích tại sao một chiếc giày lại xuất hiện cách hiện trường vụ án vài trăm mét. Nhưng một lần nữa, khả năng xảy ra cũng cực kỳ nhỏ. Bởi theo logic thông thường, sẽ không có ai chọn nơi ngõ cụt như vậy để trốn. Ngược lại, con người thường có xu hướng bỏ chạy trên đường đông người qua lại, tầm nhìn tốt, dễ kêu cứu, hoặc ít nhất là có chỗ tối để nấp vào. Chứ ai lại chọn cúi đầu xuống bể phốt? Hoặc cứ cho là thực sự Naoyuki khi đó không còn con đường nào khác, buộc phải trốn trong đường ống dẫn xuống bể phốt đi nữa, thì người bình thường cũng sẽ đưa chân vào trước, một mặt có thể dùng đầu để kiểm tra tình hình bên ngoài bất cứ lúc nào, mặt khác có thể dễ dàng bò ra ngoài khi thấy an toàn. Ai lại đưa đầu xuống trước như hiện trường kỳ lạ đó? Giả thuyết thứ ba, hay là Naoyuki tự tìm đường kết liễu trong bể phốt đó? Tuy nhiên, giả thuyết này cũng có nhiều điểm bất hợp lý. 1. Thông thường trong các vụ án như vậy, nạn nhân sẽ để lại lời nhắn hay một dạng thông báo nào đó để báo hiệu về sự ra đi của mình. Tuy nhiên, trong vụ án này, không có bằng chứng xác thực liên quan cho thấy điều đó. 2. Các cách 44 phổ biến nhất là dùng dây, đi lên cầu, đứng trên lầu. Hầu hết đều có mục đích chung là làm sao để việc ra đi được diễn ra nhanh chóng, chứ không ai chọn kiểu cồng kềnh là chui vào bể phốt như trong vụ án này. Nó không hề hợp lý. 3. Hơn nữa, xem xét từ khía cạnh tâm lý của nạn nhân, mọi thứ đều bình thường. Đi ăn tiệc tới bến cùng bạn bè và vẫn chào hỏi bố mẹ bình thường trước khi ra khỏi nhà. Bởi vậy, không có khả năng nạn nhân đột nhiên muốn 44 theo ý thích. Do đó, về cơ bản, có thể loại trừ khả năng Naoyuki 44. Càng đưa ra nhiều giả định, càng cho thấy khả năng cao nhất và hợp lý nhất chỉ có thể là Naoyuki bị hại. Nhưng làm thế nào hung thủ lại có thể đưa Naoyuki, một thanh niên cao ráo, vai rộng khoảng 40cm, vào đường ống bể phốt có đường kính 36cm, kích thước mà theo cảnh sát là quá hẹp và khó chui vào, nếu không phải chính nạn nhân tự nguyện? Trên thực tế thì với người bình thường, chỉ cần co hai tay trước ngực vẫn có thể dễ dàng được đẩy vào nơi hẹp hơn chiều rộng vai vài cm. Do đó, không hẳn là không có cách để ép buộc nhét Naoyuki vào bên trong đường ống bể phốt. Ngoài ra, theo hình vẽ mô tả có thể thấy, chiều cao ống bể phốt là 1,07m. Trong khi đó, thông tin ghi nhận Naoyuki cao 1m7. Trong trường hợp chênh lệch này, việc Naoyuki bị ai đó đẩy xuống cũng không phải không có khả năng. Bởi theo phân chia tỷ lệ cơ thể, phần trên cơ thể của Naoyuki từ đỉnh đầu đến đũng quần tầm khoảng 93cm. Với chiều dài này, không gian trong đường ống bể phốt vẫn đủ để một người như Naoyuki sau khi bị hại vẫn có thể được đẩy dần đến mức lọt xuống đáy của bể phốt. Nhưng nếu bị ai đó đẩy xuống ống bể phốt, chẳng lẽ Naoyuki không chống cự gì sao? Nhìn lại kết quả khám nghiệm cơ thể của Naoyuki, trong đó ghi nhận Naoyuki không gặp nhiều chấn thương, chỉ bị trầy xước ở các khớp tay và chân. Nghĩa là có thể trong quá trình bị hung thủ đẩy xuống bể phốt, anh dường như không phải vật lộn quá nhiều. Do đó có thể phán đoán rằng Naoyuki đã bất tỉnh vào thời điểm đó. Nhưng lại xuất hiện điểm bất hợp lý trong phán đoán này. Bởi theo logic, nếu bị đẩy xuống bể phốt trong tình trạng bất tỉnh, thì chân của Naoyuki sẽ không thể tự co lại hay duỗi ra. Nhưng kỳ lạ là khi cơ thể Naoyuki được cảnh sát mang ra khỏi ống, lại cho thấy Naoyuki nằm trong tư thế co chân lên trên. Tại sao lại như vậy?
có thể giải thích cho trường hợp này là khi bị nhét vào bể phốt, Nayuki không phản ứng vì đã bất tỉnh, chân vẫn duỗi thẳng theo đường ống hướng lên trời. Cho đến khi tỉnh dậy và thấy mình trong một không gian kín lạ, có mùi hôi, tối và nhỏ, Nayuki không thể định hình được mình đang ở đâu, chỉ cố gắng tìm kiếm nơi có ánh sáng và nghĩ rằng đó là lối thoát. Do đó, Nayuki đã co chân lên để lấy đà đẩy người về phía trước, mà không ngờ rằng phía trước của anh khi đó lại là chiếc bồn cầu với đường kính chỉ 20cm. Cũng có thể chính trong khoảng thời gian cố gắng đẩy người về phía trước như vậy, Nayuki vì dùng quá nhiều sức nên mất nhiệt, buộc phải cởi áo ra dù đang ở giữa mùa đông. Và bất ngờ là đáy bể phốt có đường kính 47cm, một khoảng không gian đủ để Nayuki có thể tự cởi áo và đặt áo ngay ngắn lên người. Rất nhiều năm trôi qua, đã có vô vàn giả thuyết suy luận về vụ án của Nayuki, tuy nhiên vẫn không có đơn vị cảnh sát nào dỡ hồ sơ của Nayuki lại để điều tra. Cũng chẳng ai suy đoán được hung thủ là ai, mục đích gì, tại sao lại chọn cách hại người quái lạ đến như vậy. Câu trả lời cho cái chết dưới bể phốt của Nayuki vẫn còn là ẩn số. Vụ án xác chết dưới bồn cầu vẫn gây bức xúc từ chính gia đình Nayuki và một số người dân Nhật Bản suốt nhiều năm. Cho đến năm 1996, đạo diễn Nhật Bản Fumiaki Watanabe đã quay bộ phim Barizogon dựa trên bối cảnh của vụ án này, thì mọi thứ một lần nữa như vỡ òa. Trong phim, Nayuki được miêu tả là một thanh niên chính trực và bị giết trong đường ống của bồn cầu vì vạch trần sự mờ ám của cuộc bầu cử trưởng làng. Những thước phim tuy không hoàn toàn đưa ra được lời giải cho tất cả, nhưng là một trong những cuốn băng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đam mê điều tra phá án trên toàn thế giới nói chung.